Vâng thưa quý vị, được ví von là ngôi nhà chung của tuổi thơ, dịp hè năm nay, cùng thiếu nhi Đà Nẵng tiếp tục là điểm hẹn yêu thích, là sân chơi, mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi địa phương. Sau nhiều giai đoạn đứt gãy hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng thiếu nhi Đà Nẵng đã tu bổ, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi, trải nghiệm hè của hàng ngàn thiếu nhi trên địa bàn thành phố trong dịp hè năm nay. Với đa dạng các bộ môn từ năng khiếu, thẩm mỹ, nghệ thuật đến thể dục thể thao và cả bồi dưỡng văn hóa hè, các khóa học đã thu hút rất nhiều thiếu nhi tham gia. Mùa hè năm nay con học violon bởi vì nó rất thú vị. Con thấy học tham gia lớp này tại vì có nhiều bạn. Con tham gia các hoạt động như là hoạt động học MC, học vẽ nâng cao bởi vì nó giúp cho con có thêm nhiều kiến thức, như là MC thì giúp cho con có thể nói tự tin hơn. Đáng chú ý, cùng thiếu nhi Đà Nẵng cũng đã mở các khóa học bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, cũng như tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn mà các hoạt động văn hóa văn nghệ dành cho thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế. Xuyên suốt trong mùa hè này thì Cung Thiếu Nhi có nhiều chương trình để đưa các hoạt động của Cung Thiếu Nhi đến với các em thiếu nhi ở vùng xa thành phố. Ví dụ như là chương trình đó là tiếp sức đến trường cho các em. Chúng tôi biểu diễn các chương trình ca múa nhạc, nghệ thuật và trao quà cho các em trước khi các em bước vào năm học mới. Tạo thêm sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, bồi dưỡng và định hướng năng khiếu, thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi vẫn luôn là mục tiêu mà cùng thiếu nhi Đà Nẵng luôn hướng đến. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ngày càng có nhiều thiếu nhi tại địa phương tìm đến với ngôi nhà chung của tuổi thơ này, bởi mỗi trải nghiệm tại đây luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực và là động lực để các em tiếp tục tự tin phát huy năng khiếu hay đam mê nghệ thuật của bản thân mình.